Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Công chúa Ánh Dương và Lời Nguyền. Một thời xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một công chúa tên là Ánh Dương. Cô là một người vô cùng tốt bụng và xinh đẹp, nhưng trái tim cô lại bị lạnh lẽo bởi một lời nguyền độc ác từ một phù thủy xấu xa. Nguyền rủa đó là cô sẽ không bao giờ có thể cười. Ánh Dương sống trong một lâu đài lớn, nhưng không ai bao giờ thấy cô cười hay mỉm cười. Mọi nỗ lực của hoàng đế và hoàng hậu để làm vui lòng công chúa đều vô ích. Ánh Dương trở nên cô đơn và khép kín, không thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Một ngày nọ, khi Ánh Dương đang đi dạo trong khu vườn của lâu đài, cô tình cờ gặp một chàng trai trẻ tên là Lâm. Lâm là một người vui vẻ và luôn mang niềm cười trên môi. Anh làm việc như một người nông dân và tự nuôi sống mình. Khi thấy Ánh Dương buồn bã, Lâm tiếp cận cô với một nụ cười trên môi. Ánh Dương ngạc nhiên nhìn chàng trai, vì đó là lần đầu tiên cô thấy ai đó có thể cười gần cô mà không biết nguyên nhân. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè và Lâm thường đến lâu đài để gặp công chúa. Qua thời gian, Ánh Dương bắt đầu cảm thấy trái tim mình ấm lên và niềm vui tràn đầy trong cuộc sống. Cô dần dần quên đi lời nguyền độc ác và cười một cách tự nhiên. Những ngày trôi qua, mọi người trong lâu đài đều thích thú khi thấy công chúa cười và tươi cười. Tuy nhiên, một ngày, một vị vua xứ lân cận nghe tin về vẻ đẹp và niềm vui của công chúa Ánh Dương. Ông ta ghen tị và gửi một tên phù thủy độc ác đến lâu đài với mục đích lấy đi niềm vui của Ánh Dương. Phù thủy đến lâu đài và tìm cách gây những sự cố và khó khăn cho Ánh Dương. Tuy nhiên, dù đã gặp phải nhiều trở ngại, công chúa vẫn giữ được niềm tin và vui vẻ bên cạnh Lâm. Cuối cùng, phù thủy không thể chịu đựng nổi sự lạc quan và niềm tin của Ánh Dương. Ông ta tìm đến công chúa và thú nhận rằng ông ta là người đã nguyền rủa cô. Ánh Dương không ngạc nhiên về điều này và cảm ơn phù thủy vì đã giúp cô hiểu rằng niềm vui không phải chỉ nằm ở ngoại vi mà là từ bên trong trái tim. Ánh Dương quyết định tha thứ và cầu xin phù thủy hãy giúp cô tìm ra cách gỡ bỏ lời nguyền. Phù thủy bất ngờ và sau một hồi suy nghĩ, ông ta đồng ý giúp công chúa. Phù thủy tiết lộ rằng lời nguyền sẽ tan biến nếu Ánh Dương có thể tìm thấy niềm vui tại một nơi xa xôi và đem về lâu đài. Ánh Dương và Lâm quyết định rời bỏ lâu đài để tìm niềm vui. Họ đi khắp vương quốc, khám phá những vùng đất mới và gặp gỡ những người dân thân thiện. Trong hành trình, họ học được nhiều điều và trải qua nhiều thử thách. Cuối cùng, Ánh Dương và Lâm tìm thấy một ngôi làng nhỏ, nơi mọi người sống trong hòa bình và hạnh phúc. Họ nhận ra rằng niềm vui không nằm ở danh vọng hay tài sản, mà nó tồn tại trong sự yêu thương, sự chia sẻ và sự hiểu biết. Quay trở về lâu đài, Ánh Dương và Lâm chứng minh rằng niềm vui không chỉ là một cảm xúc mà là một trạng thái tâm hồn. Lời nguyền của công chúa cuối cùng đã tan biến và cô được phép cười và tươi cười tự do. Câu chuyện về công chúa Ánh Dương và lời nguyền của cô giúp chúng ta nhận ra rằng niềm vui thực sự nằm trong lòng chúng ta. Nó không phụ thuộc vào vật chất hay sự thành công bên ngoài, mà là một trạng thái tâm hồn mà chúng ta có thể tạo ra và chia sẻ với nhau. Bằng cách tìm kiếm niềm vui từ bên trong và đánh giá cao sự yêu thương và sự kết nối với những người xung quanh, chúng ta có thể vượt qua những thử thách và tìm thấy ý nghĩa thật sự trong cuộc sống. Câu chuyện đến đây là hết. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.